Xin chào các em. Và trong bài học ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta nội dung tiếp nối của phần hệ thức VS và ứng dụng. Trong bài tập về nhà lần trước thì chúng ta đã nắm được một số các cái tính chất cơ bản của định lý VS rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi về nội dung của phần bài đầu tiên. Đấy là bài tập về nhà số 1. Đề bài cô đã cho đó là hãy tìm hai giá trị U và V sao cho thỏa mãn là khi chúng ta biết tổng và biết hiệu của chúng. Biết tổng và biết tích của chúng. Khi mà bài toán có chứa tổng và chứa tích thì chúng ta nhớ đến cái kiến thức mà sử dụng đến định lý VS đúng không ạ? Đó là nếu như hai giá trị mà là nghiệm mà chúng ta đã có tổng và có tích thì hai cái giá trị đó nó sẽ là nghiệm của một cái phương trình bậc 2 với dạng x bình trừ đi sx cộng p. Đúng không ạ? Thì đây chính là cái dạng phương trình mà trong đó hai cái nghiệm mà chúng ta cần tìm nó chính là nghiệm của cái phương trình này. Cụ thể thì đối với bài này khi đã có được tổng rồi này, có được tích rồi này thì chúng ta có thể thực hiện nhanh. Vậy thì U và V sẽ là nghiệm của phương trình là x bình trừ đi 14x cộng 140 bằng 0. Và nhìn vào đây thì ta thấy rằng là cái phương trình này là phương trình bậc 2. Các bạn có thể giải cho cô bằng cách là sử dụng công thức nghiệm. Hoặc nếu không thì các bạn có thể tính trực tiếp cho cô đưa nó về theo phương trình tích. Ở đây thì chúng ta có thể dễ dàng biến đổi đưa về dưới dạng phương trình tích đó là x trừ đi 10 và nhân với x trừ đi 4 bằng 0. Thì từ đó chúng ta sẽ suy ra được có hai nghiệm. Hai nghiệm đó là x bằng 10 hoặc là x bằng 4. Và chúng ta sẽ kết luận là vậy. Đấy, UV là bởi vì U và V là nghiệm của cái phương trình này. Cho nên là cái vai trò của UV lúc này là nó tương ứng như nhau. Như nhau. Như vậy UV thuộc vào dập giá trị nha. Đấy. Chúng ta có thể có U có thể là 10 và V có thể là 4. Và ngược lại U có thể là 4 và V có thể là 10. Đúng không? Các bạn có thể kết luận cho cô như sau. 10, 4. Hoặc là cặp khác là 4, 10. Đó. Thì đây chính là cách để chúng ta xử lý cái dạng này. Tiếp theo câu B, chúng ta cũng đã có được là tổng và có tích thì chúng ta cũng tương tự chỉ ra. Như vậy x bình cộng với 7x cộng 12 bằng 0, được chưa? Đấy. Tiếp theo, khi đó thì chúng ta sẽ thu được một cái phương trình tích. Phương trình tích lúc này sẽ là x cộng với 4 nhân với x cộng 3. Cái này chắc chắn là bạn nào cũng có thể làm được rồi, bằng 0. Và từ đây thì các bạn suy ra được ngay, U có thể bằng âm 4, V có thể bằng âm 3 và ngược lại thì phần này các bạn sẽ tự trình bày nốt vào trong vở của mình. Thì đấy là đối với nội dung của phần bài số 1. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát phần bài số 2. Trong phần bài số 2 thì chúng ta sẽ cùng quan sát về nội dung đề bài. Thế cho mình ở đây đấy là cho phương trình này và yêu cầu là hãy tìm cái giá trị của tham số m sao cho cái phương trình này có một nghiệm cho sẵn và yêu cầu là tìm cả nghiệm còn lại nữa. Vậy để xử lý bài toán này thì chúng ta có khá là nhiều cách. Cách thứ nhất đấy là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng là khi chúng ta đã có một nghiệm thì nghiệm này nó sẽ thỏa mãn phương trình đúng không ạ? Ta có thể thay trực tiếp vào phương trình luôn và chúng ta sẽ ra được ngay cái giá trị tham số m. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ kiểm tra lại bằng cách là chúng ta có thể sử dụng ngược lại để tìm ra được thêm giá trị của x còn lại nữa. Đó là một cách. Cách thứ hai là các bạn có thể sử dụng VS để các bạn xử lý. Và chúng ta sẽ cùng làm thử hai câu với mỗi câu tương ứng một cách nhé. Thứ nhất, ở ý A, đây. Trước hết là chúng ta sẽ cùng quan sát. Thứ nhất là người ta cho mình để là x bằng âm 3 thì ta sẽ thay. Thay x bằng âm 3 vào phương trình. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thu được một cái phương trình mới và chỉ chứa đến tham số m thôi. Ngay lập tức thì chúng ta sẽ có đấy là 2x bình, như vậy sẽ là 18 đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể viết lại cẩn thận hơn nhé. Âm 3 bình phương đây. Trừ đi m bình nhân với âm 3 cộng với 18m bằng 0. Được chưa ạ? Và đây tiếp theo thì ta sẽ thấy rằng ở đây sẽ tương ứng là 3m bình. Bên này sẽ là cộng với 18m. Và tiếp theo là cộng với gì nữa? 3 bình là chính như vậy cộng với 18 bằng 0. Và ngay lập tức cái thằng này có thể rút gọn đi đúng không? Chỉ còn lại m bình cộng 6m cộng 6 mới thôi. Các bạn thì hoàn toàn có thể sử dụng cho cô là sử dụng công thức nghiệm của phương trình bậc 2 để chúng ta tìm ra được giá trị của m. Hoặc nếu không thì chúng ta có thể đưa về phương trình tích.
để kiểm tra. Đây cô sẽ bật máy tính để kiểm tra nghiệm của phương trình này. Chúng ta sẽ thu được kết quả đấy là m bằng âm 3 cộng với căn 3. Số hơi lẻ một chút đúng không ạ? Hoặc là m bằng, ở đây thế thì chúng ta nên viết các bạn cái phần giải phương trình là tự viết nhá. M bằng âm 3 trừ đi căn 3. Rồi, thì tương ứng với hai giá trị này thì chúng ta sẽ có gì nhỉ? Chúng ta cũng sẽ có tương ứng hai cái giá trị của x trong từng trường hợp, Tuy nhiên rằng nếu như chúng ta đã ra được giá trị của m này rồi, chúng ta có thể áp dụng trực tiếp cái định lý VS ở trong bài toán ở ý A, chúng ta sử dụng luôn. Đấy là xét đến cái phương trình. Đây cô có thể đánh dấu phương trình ở ý A này là phương trình 1 nhá. Đó, chúng ta có đã xét phương trình 1. Có hai nghiệm. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai nghiệm x1 x2 đi. X1 x2. Khi đó thì ta có áp dụng định lý VS. Thì ta sẽ thu được là gì? X1 cộng x2 đúng không ạ? Thì bằng với trừ B trên A. Như vậy là bằng với M bình trên 2. X1 x2 bằng C trên A, tức là 18M trên 2, như vậy còn 9M thôi. Và đây thì chúng ta có một trong hai cái thằng nghiệm này đã tương ứng là bằng âm 3 rồi, thì chúng ta có thể thay trực tiếp vào nhá. Có thể thay trực tiếp vào luôn. Đấy. Thì ta có vì phương trình 1, vì 1 có một nghiệm x bằng âm 3 nên điều này sẽ tương ứng là, cô giả sử như x1 đúng không ạ, trừ đi 3 sẽ bằng với m bình trên 2. Bên dưới chúng ta thay, có thể thay giá trị của m vào cũng được nhé. X1 nhân với x2, tức là nhân với âm 3 đấy, thì bằng với 9m. Rồi, đến đây thì các bạn có thể xử lý luôn và tính ra được cái giá trị của x1 và x1 trong trường hợp mà m bằng âm 3 cộng với căn 3, hoặc là m bằng âm 3 trừ đi căn 3, chúng ta xét trường hợp 1. Với trường hợp là m bằng âm 3 cộng với căn 3 thì từ đây ta suy ra luôn. Các bạn có thể thay một trong hai phương trình này đều được đúng không? Mình lưu ý là chúng ta nhìn vào đây, chúng ta nên thay vào phương trình thứ hai. Thì chúng ta sẽ suy ra là trừ đi 3 x1 thì bằng với 9m. Đúng nào? Như vậy, điều này sẽ tương ứng là 9 nhân với trừ 3 cộng với căn 3. Và các bạn rút gọn đi cho cô thì x1 sẽ tương ứng bằng gì? Đấy, thì lấy cái về bên này chia cho âm 3 luôn. Thì về bên này nó sẽ chỉ còn lại là âm 3 thôi. Âm 3 nhân với 3, như vậy 3 nhân 3 là 9 đúng không? 9 trừ đi 3 căn 3, thì đây chính là một nghiệm. Và tương tự như vậy các bạn cũng làm cho cô cái trường hợp thứ hai. Trong trường hợp m bằng âm 3 trừ đi căn 3. Đúng không ạ? Như vậy ta sẽ suy ra được ngay là âm 3 x1 bằng với 9m. Và điều này thì sẽ tương ứng bằng với, suy ra luôn cái giá trị x1 nhá. Thì sẽ bằng với âm 3 nhân với âm 3 trừ đi căn 3. Hai cái thằng x1 này chính là bằng 9 cộng với 3 căn 3. Thì đây chính là hai cái giá trị x mà chúng ta cần tìm. Hai nghiệm còn lại chúng ta cần tìm. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát và chuyển sang cái phần ý B này. Tương tự như phần A vừa rồi thì chúng ta có đối với phần B. Ở đây nó đã khác hơn một chút. Đó là hệ số của x bình phương người ta cho có chứa m. Cho nên là trong phần này thì chúng ta cũng làm tương tự, tuy nhiên là cần phải để ý về cái hệ số nhá, hệ số của x bình phương ở đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ có, đó là do cái phương trình này có hai nghiệm, trong đó có một nghiệm là x bằng âm 2. Cho nên là khi áp dụng định lý VS chúng ta cũng sẽ trực tiếp sử dụng luôn cho cô cái dữ kiện. Đấy là x trừ đi 2 thì bằng 1 trên m đúng không ạ? Và tiếp là âm 2x thì bằng với âm 5m. Đó, bởi vì người ta cho sẵn mình đấy là gì rồi?
cho sẵn mình là nó có môn nghiệm này là tính kinh nghiệm còn lại, cho nên nó sẽ là một cái phương trình bậc 2 rồi, được chưa? Sau khi mình đã có một cái điều kiện liên quan ở đây, hệ điều kiện về chữ x và chữ m, như vậy nó có hai ẩn, được chưa? Hai ẩn thì chúng ta sẽ sử dụng bằng phương pháp thế, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ rút một ẩn ra, và đơn giản nhất là rút x ra, thay ngược trở lại vào phần phương trình bên trên thì ta sẽ thu được giá trị của m. Ta có phương trình chữ m ở đây chính là 5m bình phương trừ đi 4m trừ trừ 2. Đây là được cái kết hợp bởi việc là chúng ta đã quy đồng nó lên rồi. Sau đó thì khi mà đã có phương trình chữ m thì chúng ta giải cái phương trình này. À, phương trình bậc 2 này có dễ không? Các bạn hãy bấm máy tính cho cô để xem kết quả bao nhiêu nhá. Đó, và cuối cùng chúng ta thu được là m bằng 2 cộng căn 14 trên 5 và m bằng 2 trừ căn 14 trên 5. Sau khi có m thì lần lượt thì chúng ta sẽ thay lại vào x để chúng ta tìm ra giá trị của x. Do bài toán này yêu cầu là tính cái nghiệm kia chứ không phải là đi tính cái giá trị của m, hiểu chưa? Cho nên buộc ta phải thay vào x. À, thay vào x xong rồi thì chúng ta sẽ thu được kết quả cuối cùng là x bằng 2 cộng căn 14 trên 2 và 2 trừ căn 14 trên 2. Thì sau khi chúng ta đã có x, các bạn hãy kết luận cho cô. Vậy, được chưa nhỉ? Vậy, khi mà phương trình này có, người ta bảo là tìm giá trị của m mà. Vậy, khi m bằng 2 cộng căn 14 trên 5 thì x bằng 2 cộng căn 14 trên 2. Khi m bằng 2 trừ căn 14 trên 5 thì x bằng 2 trừ căn 14 trên 2. Nhớ nhá. Thì đó là nội dung của phần bài số 2, yêu cầu nốt về phần kết luận là chúng ta tự kết luận nốt cho cô. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của bài sau. Trong nội dung của phần vấn đề số 3 về hệ thức VS và ứng dụng phần 2 này thì chúng ta tiếp tục đi xử lý hai nội dung chính, đó là về tìm giá trị của tham số của phương trình này để cho sao cho cái phương trình thỏa mãn một số điều kiện về biểu thức chứng nghiệm. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đi xử lý cái dạng đấy là tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm của phương trình mà hai nghiệm này sẽ không phụ thuộc vào tham số. Và căn cứ vào hai cái dạng bài này thì chúng ta sẽ có các ví dụ minh họa cụ thể. Chúng ta sẽ quan sát cho cô. Đầu tiên đó là tìm giá trị của tham số. Và lúc này thì chúng ta sẽ cùng quan sát cho cô phần các cái nội dung chính, các cái bước để chúng ta thực hiện. Thứ nhất, đó là để tìm điều kiện của tham số để phương trình này phải là phương trình bậc 2 đã. Và khi đó thì nó sẽ phải là phương trình có nghiệm, đúng không ạ? Thì lúc này nó mới thỏa mãn điều kiện để biểu thức chứng nghiệm. Cho nên là bước này là bước đầu tiên. Tiếp theo, đó là chúng ta sẽ cần phải tính được tổng và tính được tích theo tham số m dựa vào hệ thức VS. Bước tiếp theo nữa, đó là chúng ta cần phải biểu diễn cái điều kiện của nghiệm cho trước theo tổng và theo tích. Và từ đó thì chúng ta sẽ ra được một cái phương trình, ra được cái phương trình đối với ẩn m. Và bước cuối cùng đó là hãy giải cái phương trình chứa m này và hãy chọn giá trị của m thỏa mãn điều kiện. Điều kiện đâu là gì? Điều kiện ở đây chính là điều kiện bên trên, điều kiện liên quan để nó là phương trình bậc 2. Vậy căn cứ vào 4 bước ở đây thì các bạn sẽ cùng theo dõi vào cái phần hướng dẫn của cô trong phần ví dụ. Ở đây chính là cái dạng tìm giá trị của tham số để cho cái phương trình này thỏa mãn cái điều kiện về biểu thức chứng nghiệm. Cụ thể thì chúng ta sẽ quan sát cho cô vào phần bài tập ví dụ số 1. Ở đây cô có ví dụ như sau. Cho phương trình x bình phương trừ 3x cộng m cộng 4 bằng 0. Yêu cầu ở ý A, tìm m để cho phương trình này có nghiệm. Ý B, tìm m để hai nghiệm của phương trình này thỏa mãn các điều kiện sau. Gồm có 4 điều kiện, lần lượt đều là các điều kiện liên quan tới các nghiệm 1x2 của cái phương trình này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thực hiện ý A luôn nhé. Đầu tiên là tìm m để cho cái phương trình có nghiệm, đúng không? Đấy, tìm m để cho phương trình có nghiệm. Thế ở đây nó sẽ phải thực hiện thông qua các bước nào? À, chúng ta sẽ cần phải đi tính biểu thức delta. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện luôn nhé. Trước hết là ý A. Được chưa nhỉ? Ta có như sau. Delta thì sẽ bằng B bình trừ đi 4AC, đúng không? Do cái hệ số của x ở đây nó là âm 3, như vậy không thể tính delta phẩy, ta buộc phải tính delta. Như vậy là 9 trừ 4 nhân m cộng 4. Đó. Thế đây chúng ta ra bao nhiêu? Nó sẽ ra 9 trừ đi 16, đúng không ạ? Như vậy kết quả sẽ còn đây là âm 9 trừ đi 16, như vậy còn âm 7.
trừ 4m. Rồi, như vậy là chúng ta ra xong được cái kết quả cuối cùng của delta. Và bây giờ thì theo những yêu cầu của bài, người ta nói với mình để hỏi mình là tìm điều kiện của m để cho cái phương trình này có nghiệm. Cho nên là từ cái vị trí là chữ để này, cái điều kiện này chúng ta phải biểu diễn nó ra nhá. Đó, để phương trình này có nghiệm. Khi đó thì delta mang giá trị lớn hơn hoặc bằng 0. Và đồng thời chúng ta sẽ chỉ ra được là âm 7 trừ 4m lớn hơn hoặc bằng 0. À hay, m như thế nào? M sẽ mang giá trị nhỏ hơn hoặc bằng âm 7/4. Thì đây chỉ là điều kiện của tham số m để cho cái phương trình này nó có nghiệm đã. Và sử dụng đến điều kiện này thì chúng ta mới có thể làm được phần lý B. Với phần lý B là đã có liên quan tới hai nghiệm này rồi, đúng không ạ? Đấy nhá, đấy là đối với phần ý A, ý B. Thế cho mình là tìm m để hai nghiệm x1, x2 của phương trình này thỏa mãn điều kiện ở dưới đây. Ở đây mặc dù nó cho mình x1, x2 nhưng nó không nói rằng đấy là hai nghiệm phân biệt. Cho nên chúng ta vẫn sử dụng cái điều kiện delta vừa rồi. Tránh cái trường hợp mà nếu như khi mà đề bài người ta hỏi mình là tìm m để hai nghiệm phân biệt x1, x2 của phương trình thỏa mãn thì lúc đó chúng ta mới cần delta lớn hơn 0 thôi. Lưu ý cho cô điều này. Nào bây giờ đi luôn vào trong phần ý 1. Trước hết là đối với phần ý 1 ở đây thì chúng ta có là x1 bình cộng x2 bình thì bằng 5, đúng nào? Thì đối với cái bài này thì thực tế thì để đưa về mối quan hệ với tổng và tích thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến hệ thức VS trước, đúng không? Tất cả những bài này chúng ta đều có ứng dụng cái hệ thức VS để chúng ta có thể xử lý. Như vậy ý B. Đó, B, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng hệ thức VS hoặc là áp dụng định lý VS. Ta có điều gì? Thứ nhất là x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. Trừ b trên a như vậy chúng ta sẽ ra được là bằng 3. Còn x1 nhân với x2 bằng c trên a, như vậy bằng m cộng 4. Bây giờ thì lần lượt chúng ta có theo ý đầu tiên. Ta có là x1 bình phương cộng x2 bình phương thì bằng 5. Rõ ràng ở đây thì ta thấy phần vế trái là phải phức tạp hơn chứa x1 và x2. Và chúng ta sẽ biến đổi phần vế trái này để sao cho xuất hiện tổng và xuất hiện tích. Cụ thể khi có x1 cộng x1 bình cộng x2 bình, ta sẽ hướng tới việc đưa về hàng đẳng thức. Và hàng thức ở đây chỉ có hàng thức của một tổng thôi, đúng không ạ? Bình phương của một tổng. Như vậy cô có thể thêm bớt để cô chỉ ra được ngay. Đấy là tương ứng này, x1 bình phương cộng với 2 x1 x2 đúng không ạ, cộng x2 bình phương trừ đi 2 lần x1 x2 thì bằng 5. Phải nhắc rất nhiều lần cho các bạn về cái phần này rồi. Như vậy tương ứng thì chúng ta có được giá trị gì? Thì ta có x1 cộng với x2 tất cả bình phương trừ đi 2 lần x1 x2 thì bằng 5. Cái chỗ này các bạn chắc là nháy cái là xong luôn, đúng không ạ? Đây cô sẽ thay số vào, thay giá trị vào, x1 cộng x2 thì bằng 3 rồi. Như vậy là 3 bình phương là 9 trừ đi 2 lần x1 x2, như vậy 2 nhân với m cộng 4 thì bằng 5. Xong chưa? Bây giờ các bạn giải cho cô, tìm cho cô giá trị của tham số m. Cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ thu được đấy là m cộng 4 thì bằng gì? 9 này trừ đi 5, 4 chia 2, như vậy còn 2. Xong. Hay là chúng ta sẽ thu được kết quả là m bằng âm 2. Đến đây thì các bạn cần phải kiểm tra cho cô xem là cái giá trị m bằng âm 2 này thỏa mãn cái điều kiện có nghiệm hay không. Nhớ nhá, ở đây cụ thể là m nhỏ hơn hoặc bằng âm 7/4. Âm 7/4 thì chắc chắn là nó sẽ có cái giá trị m bằng âm 2 thỏa mãn cái điều kiện này rồi, đúng không? Nó luôn luôn nhỏ hơn âm 7/4, như vậy giá trị này là thỏa mãn. Và cuối cùng các bạn sẽ kết luận cho cô. Thì phần kết luận là tự kết luận này. Tương tự như vậy đối với phần ý 2, ý 3 và ý 4. Bây giờ các bạn hãy thử tự thực hiện, sau đó thì kiểm tra đối chiếu với phần kết quả của cô sau đây. Các bạn đã giải xong phần ý 2 và ý 3 chưa? Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra với cái phần đáp án nhé. Đầu tiên đối với phần ý số 2 thì ở đây chúng ta có là x1, x2 nó nằm đan xen ở trên tử và dưới mẫu. Vậy chúng ta phải làm thao tác là quy đồng nó lên. Vậy trước hết là cô sẽ quy đồng
để làm sao có thể xuất hiện được tổng và xuất hiện được tích. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thu được quy đồng ngay nhá. Ta sẽ có là x1 bình phương cộng x2 bình phương, đúng không ạ? Trên x1 nhân với x2 thì bằng với 5/2. Nhớ cho cô là đối với bài này từng ý nó là từng câu hỏi khác nhau, tránh trường hợp mà chúng ta bị nhầm, chúng ta lại lấy cái kết quả ở cái ý 1y chúng ta thay vào phần trên tử số này là chưa đạt, nhớ chưa? Cho nên là buộc chúng ta lại phải thay lại các cái giá trị vào. Coi như mỗi ý nó là một cái bài toán khác nhau để các bạn thấy được cái độ tổng quát của nó. x1 bình cộng x2 bình thì tương tự như vừa rồi, cô cũng thu được là x1 cộng x2 tất cả bình phương trừ đi 2 lần x1 x2, đúng nào? Trên x1 x2 thì bằng với 5/2. Bây giờ thì thay cho cô các giá trị vào này. Đầu tiên, x1 cộng x2 bình như vậy là 9. Trừ đi 2m cộng 8 đúng không? À 2m trừ 8 thế thì chúng ta sẽ có luôn đây là trừ đi 8. Đấy. Bên dưới này. Đây ta có m cộng 4, m cộng 4. Kết quả bằng 5/2. Bây giờ các bạn giải cho cô cái này ra. Ở trên thì chúng ta sẽ thu được đấy là 1 trừ đi 2m chúng ta có thể nhân chéo luôn. Các vế thì ta thu được 2 nhân 1 trừ đi 2m thì bằng với 5 nhân với m cộng 4. Đó. Bây giờ thì suy ra cho cô giá trị của tham số m. Ở đây thì có thể bạn nào mà chưa tính thì có thể là tính cùng đồng thời với cô luôn nhá. Chúng ta sẽ có kết quả tương ứng như sau. À, như vậy chúng ta vẫn ra giá trị bao nhiêu? M bằng bao nhiêu nhỉ? À, chúng ta sẽ vẫn ra được cái giá trị m bằng âm 2. À đấy. Như vậy hai cái ý của ý 1y và ý 2y thì đều cho chúng ta cái kết quả giống nhau. Cho nên là rất may trong bài này thì giống nhau nhưng trong bài khác thì là chưa chắc đã giống. Cho nên là đối với phần bài này thì chúng ta thấy được cái độ tổng quát của nó và giá trị này thì thỏa mãn. Xong. Bây giờ tương tự như vậy đối với phần ý số 3, hay cô làm nhanh phần ý 3 ra đây nhá. Chúng ta có 3x1 x2 trừ đi 5 x1 cộng x2 cộng 7, cái này thì dễ hơn rồi. Chúng ta chỉ cần thay giá trị của hệ thức của định lý VS vào trong cái số 3 và 3y thì chúng ta sẽ ra được giá trị của tham số m. Như vậy thì ta có này. 3x1 x2 trừ 5x1 cộng x2 cộng 7 bằng 0. Thay số vào. 3 nhân với m cộng 4 trừ đi 5 nhân với 3 đúng không? Cộng 7 bằng 0. Đấy, ra ngay được luôn nhá. Các bạn có thể tính nhanh cho cô, bấm tính đi cho nhanh. Rồi, cuối cùng thì cô sẽ thu được giá trị là m bằng âm mấy? Âm 4 đúng không ạ? Là thỏa mãn điều kiện rồi. Đó, m bằng âm 4 là thỏa mãn phần n. À từ từ, kiểm tra lại cho cô một chút nhá. Xem chuẩn chưa? À, âm 1/3 đấy, âm 1/3. Rồi, âm 1/3, quên mất chưa chia cho cái hệ số của m. Âm 1/3 thì kiểm tra thì ta thấy so sánh nó với cái thằng bên trên để xem nó thỏa mãn hay không. Thằng bên trên điều kiện đây là m nhỏ hơn hoặc bằng âm 7/4. Thì các bạn bấm máy tính thì các bạn mà phải đưa về cho cô giá trị số thập phân để chúng ta so sánh. Nó sẽ ra âm 1.75. Thế còn âm 4/3 thì chúng ta lại ra được là âm 1.3. Như vậy cái giá trị này nó lớn hơn hẳn đằng này. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ kết luận đây là không thỏa mãn nhé. Đó, không thỏa mãn, tránh trường hợp mà chúng ta bị nhầm. Thì đấy chính là nội dung của phần ý 1, 2 và 3y. Đến ý 4y thì chắc chắn là các bạn sẽ bị vướng mắc và hơi khó một chút. Nhiều bạn sẽ chia các trường hợp. Tuy nhiên thì cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách để chia các trường hợp sao cho nó chuẩn xác nhất. Đối với phần ý 1, ý 2 và ý 3 thì chúng ta thấy là khá là đơn giản đúng không? Nhưng bắt đầu chuyển sang ý 4 thì cô tin chắc rằng rất nhiều bạn sẽ bị nhầm. Vì sao là như vậy? À, đôi khi các bạn nhìn thấy ở đây có xuất hiện là giá trị tuyệt đối x1 cộng giá trị tuyệt đối của x2 bằng 8, các bạn lại bình phương cả hai vế lên mà các bạn không xét các trường hợp thì ngay lập tức chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của phần đề bài và nó sai ngay lập tức.
Và trong phần này thì các bạn cần chú ý cho cô những để chú ý cụ thể như sau. Trước hết là nếu như cô có giá trị tuyệt đối của A mà cộng với giá trị tuyệt đối của B thì cô sẽ cần phải làm sao để đưa nó về nào nhỉ? Mối quan hệ giữa A và B thôi. Hay là trước hết là chúng ta sẽ phải xét cho cô các trường hợp như sau. Thứ nhất là nếu như cô có A nhân với B, tức là tích của AB lớn hơn hoặc bằng 0, hay còn gọi là AB cùng dấu với nhau. Khi đó thì cô sẽ thu được đó là giá trị tuyệt đối của A cộng giá trị tuyệt đối của B thì sẽ bằng giá trị tuyệt đối của A cộng B. Nhớ nhá. Tương tự như vậy, nếu như trong trường hợp cô có AB mà nhỏ hơn 0, khi đó AB trái dấu với nhau thì cô sẽ có điều kiện tương ứng, đó là giá trị tuyệt đối của A cộng giá trị tuyệt đối của B sẽ bằng giá trị tuyệt đối của A trừ đi B. Bình thường khi các bạn làm thì các bạn lại chỉ thực hiện mỗi cái phần đầu tiên này thôi mà không nhớ gì đến cái trường hợp thứ hai, cho nên dẫn tới rất nhiều những sai lầm. Và căn cứ vào bài này thì chúng ta sẽ xử lý cái sai lầm đấy. Nào, quan sát vào phần 4i thì cô viết lại phần ý A, ý B về cái phần điều kiện của nó tương ứng, thì chúng ta sẽ thực hiện luôn. Trước hết là đầu tiên chúng ta cũng xét hai trường hợp cho cô. Là trường hợp 1 với x1 nhân x2, đúng không? Đây, A nhân B lớn bằng 0 thì ta xét x1 nhân x2 lớn hơn hoặc bằng 0. Khi đó, có chưa? Có điều kiện chưa? Như vậy ta có m cộng 4 lớn hơn hoặc bằng 0, hay là m lớn hơn hoặc bằng âm 4. Thì lúc này thì ta sẽ thu được theo phần đầu bài giá trị tuyệt đối của x1 cộng giá trị tuyệt đối của x2 thì bằng 8. Hay tương ứng thì ta sẽ thu được là gì nhỉ? Giá trị tuyệt đối của x1 cộng x2 bằng 8. Ta đã có x1 cộng x2 chưa? Lấy luôn ở bên trên, đúng không? Vậy suy ra là 3 và bằng 8. Điều này có vô lý không nhỉ? Quá vô lý. Như vậy là không có giá trị của m thỏa mãn ở trong cái trường hợp này, hiểu nhá? Trường hợp thứ hai, với điều kiện x1, x2 mà nhỏ hơn 0, khi đó ta sẽ thu được là m sẽ phải mang giá trị là nhỏ hơn âm 4. Lúc này thì căn cứ vào phần đầu bài thì ta cũng có đến là x1 giá trị tuyệt đối x1 cộng giá trị tuyệt đối của x2 bằng 8. Thì chia cái trường hợp ở đây nó sẽ rơi vào trường hợp là bằng với giá trị tuyệt đối của x1 trừ x2 bằng 8, đúng không nào? Tuy nhiên chúng ta vẫn cần phải xuất hiện tổng và xuất hiện tích. Thì chỉ có con đường làm thế nào để ta phá được cái dấu này ra. Chúng ta có thể thực hiện theo rất nhiều cách. Có bạn thì nói rằng chúng ta có thể chia các trường hợp ra để chúng ta xử lý bài toán khi biết hiệu và biết tổng dài hệ phương trình, ta vẫn tìm được x1, x2. Thay lại ta sẽ tìm được m. Ngoài cách đó ra, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện bằng cách cho cô bình phương hai vế, đưa về mối quan hệ về tổng và tích. Bình phương hai vế này lên, đúng không? Thì ta sẽ thu được đấy là x1 bình phương trừ đi 2 lần x1, x2 cộng x2 bình phương thì bằng 8. Lúc này thì nhìn ngay x1 cộng x2 bình, x1 bình cộng x2 bình thì giống như phần bên trên thì chúng ta sử dụng luôn. Thu được ngay là x1 cộng x2 tất cả bình phương trừ đi 4 lần x1, x2 thì bằng 8. Bây giờ chúng ta thay giá trị vào. Thằng này rõ ràng 8 bình nhá. Cô xin lỗi, chỗ trên này là phải 8 bình phương này. Thì đây sẽ là 64 này. Đấy, suy nghĩ thì quên. Đây sẽ là 9 trừ đi 4 nhân với m cộng 4 thì bằng 64. Đấy, bây giờ thì các bạn sẽ tính cho cô xem là giá trị m này nó ra bao nhiêu. Ở đây thì bởi vì là các số khá to, chúng ta tốt nhất là nên cứ tính bằng máy tính đi. Thì cô bảo là bình thường ra chợ ấy thì có khi mấy bà bán rau, mấy cái cô bán rau thì có khi tính nhanh hơn cô trò mình. Đấy là nhiều khi mình còn chả dám nói đi, các mình giáo viên dạy toán mình tính nhầm nó khi còn không chuẩn, không nhanh bằng các bà ấy nhỉ. Đó, thì khi mình tính xong thì mình sẽ chỉ ra cho cô được cái giá trị cuối cùng nhá. Trước hết là 9 trừ đi 64 đúng không? Được bao nhiêu thì làm nào tiếp? Chúng ta sẽ trừ tiếp đi 16. Được chưa? Vậy kết quả thu được đấy là m
sẽ tương ứng bằng với âm 71 phần 4. Các bạn kiểm tra cho cô giá trị m này với điều kiện phần đâu rồi? Đây, với điều kiện m nhỏ hơn âm 4 kết hợp với cùng với điều kiện m nhỏ hơn âm 7 phần 4 nữa. Nhớ nhá, hai cái thằng này phải kết hợp chung. Tránh những hợp mà chỉ lấy mỗi cái thằng trên này là chưa đạt này. Nhưng mà thực tế thì bởi vì m nhỏ hơn âm 4 này thì nó thỏa mãn điều kiện này rồi, đúng không nào? Cho nên chúng ta chỉ cần so sánh với đây thôi. Và ở đây thì chúng ta thấy ra kết quả hoàn toàn là thỏa mãn, đúng không nào? Cuối cùng các bạn kết luận cho cô và đây chính là giá trị cuối cùng. Vậy nếu như không chia trường hợp thì chắc chắn chúng ta sẽ bị sai ngay, đúng không? Sai ngay. Thì đó là nội dung mà cô muốn các bạn thật là chú ý đặc biệt đến cái giá trị tuyệt đối của A cộng giá trị tuyệt đối của B. Ở trên lớp một khi chúng ta không được tiếp cận nhiều đối với cái cách xử lý trong cái trường hợp này. Cho nên là trong bài học ngày hôm nay thì các bạn sẽ có một cái chú ý đấy để các bạn nhớ hơn nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần ví dụ tiếp theo, ví dụ số 2. Các bạn sẽ quan sát cho cô vào trong phần ví dụ số 2. Ở đây thì nó không chỉ dừng lại ở việc những cái biểu thức đơn giản như vừa rồi, tức là có cái tính chất đối xứng đấy. Mà bây giờ nó sẽ có những cái biểu thức khác đi. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là nếu như trong cái trường hợp mà có biểu thức về nghiệm nó khác đi thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Trước hết là theo như đề bài ở ví dụ số 2 cô cho, đó là cho phương trình này, ý A chứng minh phương trình luôn có nghiệm. Đấy, chúng ta nhớ này, để chứng minh phương trình luôn có nghiệm thì ta phải làm thế nào? Chắc chắn là ta phải xét những cái delta. Và nếu như delta này luôn luôn mang giá trị là lớn hơn hoặc bằng 0 thì có nghĩa là phương trình này luôn có nghiệm với mọi giá trị của tham số m. Và đối với ý B, tìm m để hai nghiệm x1, x2 của phương trình này thỏa mãn cái điều kiện. Nhìn vào điều kiện này thì ta thấy rằng thứ nhất là x1 bình, đúng không ạ? X1 bình, ở đây lại trừ 6x2, như vậy nó không có mối liên hệ gì cả, không có mối liên hệ gì trong trường này cả. Vậy làm sao để chúng ta có thể rút được? Thì chúng ta sẽ, chút nữa chúng ta sẽ cùng suy nghĩ xem để làm sao chúng ta rút được cái giá trị ở đây. Và chúng ta sẽ cùng thực hiện ý A trước nhé. Ý A nào, trước hết chúng ta tính biểu thức delta. Delta lúc này sẽ bằng B bình trừ đi 4AC. Các bạn có thể tính delta phẩy được nhé. Ở đây thì tính luôn delta phẩy đi. Thì ta có B phẩy bình như vậy là 9, đúng không ạ? Trừ đi AC như vậy trừ đi trừ m bình cộng 1. Và đây thì chúng ta sẽ thu được đấy là m bình cộng 8. Giá trị này thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng, lớn hơn không luôn đấy, lớn hẳn không luôn với mọi giá trị của tham số m. Nên suy ra phương trình luôn có nghiệm. Đó là kết thúc dòng ý A rất đơn giản. Và ý này thông thường thì chúng ta thấy ra cũng chiếm, nếu như câu này mà trong đề bài mà nó chiếm khoảng 1 điểm hoặc là 0,5 điểm thì ý đầu tiên là đã xử lý được 0,25 rồi. Tiếp ý B này, tìm m để hai nghiệm x1, x2 của phương trình thỏa mãn x1 bình trừ 6x2 cộng x1, x2 bằng 48. Đã liên quan đến có chứa x1, x2 lúc này thì có nghĩa là chắc chắn nó cũng sẽ phải ít nhiều dùng sử dụng đến cái hệ thức VS, đúng không ạ? Hệ thức VS thì chúng ta có thể thực hiện là xử lý luôn, đưa ra cái hệ thức VS luôn trong ý B. Theo áp dụng định lý VS nhé. Như vậy ta sẽ có x1 cộng với x2 bằng trừ B trên A. Trừ B trên A như vậy ra là 6 này. Tiếp x1, x2 đúng không ạ? Thì bằng gì? x1, x2 thì bằng C trên A. Như vậy là trừ m bình cộng 1. Xong, bây giờ chúng ta lại đi theo lần lượt các bước ở trên. Bước 1 là kiểm tra có điều kiện nghiệm. Bước 2 sử dụng định lý VS. Bước 3 là sử dụng đến cái điều kiện về biểu thức chứa nghiệm của phương trình. Thì ta sẽ có để x1 bình phương trừ 6x2 cộng với x1, x2 bằng 48. Đến đây cô cần phân tích một chút cho các bạn hiểu này. Đối với một biểu thức không có tính chất đối xứng như thế này thì chúng ta có khá là nhiều cách. Cách thứ nhất, đấy là nếu như mình để ý mình sẽ thấy rằng cái biểu thức này nó có một cái mối liên hệ nào đó với cái thằng phương trình bên ban đầu. Thông thường
Nếu như x1, x2 là nghiệm của phương trình ban đầu thì chắc chắn là nó sẽ thỏa mãn phương trình ban đầu, đúng không ạ? Một trong số những cách để xử lý phần này đó là chúng ta có thể nhớ thêm một chút như sau. Giả sử như x1, x2 đúng không ạ, là nghiệm phương trình kia, thì ngay lập tức ta sẽ có là x1 bình phương trừ 6x1 trừ đi m bình cộng 1 bằng 0. Và tương tự với cái thằng x2 cũng vậy. Đó là một cái chú ý để nếu như trong một cái trường hợp nào khác chúng ta cũng có thể sử dụng cái mối liên hệ này để chúng ta rút ra. Tuy nhiên bài này lại khác một chút, chúng ta lại thấy rằng là ở đây lại có x1 bình với trừ đi 6x2 cơ. Trừ 6x2. Nếu như sử dụng trong cái này thì có nghĩa chúng ta phải cộng cả hai vế lại, đúng không ạ? Cộng cả hai vế lại thì chúng ta mới ra. Tuy nhiên ở đây thì cô nên thấy rằng là nếu như cộng như vậy thì làm nó sẽ khó khăn hơn một chút. Vậy thì suy nghĩ xem là liệu có cách khác không. Rõ ràng là ở cái định lý VS này cũng có xuất hiện số 6, đúng. Cũng có xuất hiện số 6. À vậy bây giờ thì cô thay thử cái x1 cộng x2 này vào trong phần cái phương trình này, đúng không ạ? Cô thay vào phương trình này thì như vậy cô sẽ thu được là x1 bình phương trừ đi x2 nhân với x1 cộng với x2, đúng không ạ? Cộng với x1 nhân x2 bằng 48. Cô thay vào vẫn hoàn toàn đúng, đúng không ạ? Bởi vì x1 cộng x2 bằng 6 mà, cô thay luôn vào giá trị 6. Bây giờ thì ngay lập tức cô có thể phân tích biểu thức này ra. Như vậy cô nhân, cô lấy x2 nhân x1 đúng không ạ? Hay còn gọi là x1 x2 đấy. Tiếp trừ đi x2 bình phương. Gì nữa? Cộng với x1 x2 bằng 48. Thì cách này nó khá là hay, bởi vì mình có thể sử dụng ngay dự kiện ở đầu bài. Cách này hoặc cách này nhá. Cách này thì một bài khác, nếu như cái thằng bên kia thì dễ. Đây. Nếu chỗ này mà là trừ đi 6x1 thì các bạn ngay lập tức sẽ dùng cho cô cái cách như bên này. Nhưng mà đây nó là 6x2 thì chúng ta sẽ dùng cách như bên này nhé. Khi đó thì x1, x2 triệt tiêu hết rồi. Chỉ còn x1 bình trừ đi x2 bình thôi. Đấy. Thì ra ta sẽ có là x1 bình, đúng không ạ? Trừ đi x2 bình này cộng với x1, x2. Đó. Hết rồi, x1, x2 là hết rồi. X1 bình trừ x2 bình bằng 48. Và giá trị này thì chúng ta có thể sử dụng gì? Đưa nó về dưới dạng hằng lớn hơn, đúng không ạ? Như vậy, x1 cộng với x2 nhân với x1 trừ đi x2 thì bằng 48. Mà x1 cộng x2 lại bằng 6 rồi, cho nên suy ra luôn x1 trừ đi x2 sẽ bằng 48 chia 6, như vậy bằng 8. Xong. Kết hợp cho cô 1, 2, 3. Vậy từ 1 và 3 thì ta thu được giá trị x1, x2. Từ 1 và 3 thì ta sẽ thu được giá trị của x1 và x2 này. Thì ta có x1 cộng x2 bằng 6. x1 trừ đi x2 bằng 8. Các bạn sẽ bấm máy tính cho cô nhé. Để cho nhanh. Đấy, máy tính lại hết pin này. Có rất nhiều bạn cũng có máy tính xong rồi rơi vào trường hợp giống như cô. Đấy là tự nhiên một ngày đẹp trời nó bấm nó không lên. Thì chúng ta cứ gõ thật mạnh thì nó sẽ lên thôi. X1 bằng 6 này. 1 này, trừ 1 này, 8 này. Đấy, thì chúng ta sẽ ra được x bằng 7 và x bằng 1. x2 bằng 1. Cô cũng khẳng định với các bạn luôn là cô tính nhầm không giỏi. Bởi vì nhiều khi đi chợ, các cô bán hàng ngoài chợ ấy, bán rau hay bán thịt có khi còn tính nhanh hơn mình. Nhưng đôi khi đi chợ tính hoặc mình chả dám nói là mình giáo viên dạy toán. Bởi vì mình tính nhầm không chuẩn. Nên là thường bởi vì tính cho nó chuẩn. Sau khi chúng ta có x1, x2 này bằng âm 1 rồi thì chúng ta sẽ chỉ ra cho cô. Đó là thay vào cái tích này, đúng không ạ? Thì ta thu được ngay là từ cái phương trình 2 ta sẽ thu được là âm m bình cộng 1 thì bằng với âm 7. Từ 2 nhé, đi ra âm m bình cộng 1 bằng với âm 7. Đúng không ạ? Âm 7.
Rồi, như vậy thì chúng ta có thể rút ra luôn. Vậy ta có m bình bằng 8. Như vậy m sẽ bằng 2 căn 2 hoặc là m bằng trừ 2 căn 2. Xem lấy cái thằng nào nhé. À, rõ ràng ở đây với mọi m rồi, nhưng mà chúng ta có thể lấy cả hai giá trị này. Đó, lấy cả hai giá trị. Và đây chính là cái kết quả cuối cùng khi mà chúng ta cần phải tìm ra được giá trị của tham số m. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái dạng thứ hai. Dạng thứ hai, vừa vì dạng số 1 này chúng ta đã tính xong rồi, chúng ta sẽ chuyển sang cái phần đó ngay bây giờ. Đối với cái dạng tiếp theo mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu, đó là cái bài toán mà liên quan đến tìm cái hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm mà không phụ thuộc vào tham số m. Vậy để xử lý phần này thì chúng ta cần phải nhớ đây. Cái hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm có nghĩa là cái biểu thức đấy nó chỉ chứa hai nghiệm thôi. Giống như vừa rồi chúng ta thấy rằng những biểu thức ví dụ ABC ấy, nó chỉ liên quan đến x1, x2 đúng không ạ? Chẳng hạn như là vừa rồi có một cái bài toán đấy là x1 bình cộng x2 bình bằng 8 đấy. Đó chính là biểu thức liên hệ giữa x1, x2 không phụ thuộc vào tham số m. Vậy thì nếu như chúng ta có một cái phương trình bậc 2, vậy làm sao để chúng ta tìm ra được một cái hệ thức như vậy? Thì trong cái tiết này thì cô sẽ hướng dẫn cụ thể. Quan sát cho cô vào trong ví dụ số 3 nhé. Đối với phần này thì chúng ta sẽ có 3 cách để thực hiện. Cách thứ nhất, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp là rút thế. Cách thứ hai, đấy là phương pháp cộng đại số. Và cách thứ ba, đó là phương pháp biến đổi. Lần lượt cụ thể từng cách thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta theo 3 cách đối với cái ví dụ số 3 này. Trước hết là chúng ta sẽ cùng thực hiện quan sát như sau. Ta có này, cách 1 đi. Đấy, cách 1. Cách 1 nhá. Trước hết là ta có là cái phương trình này, đúng không ạ? Để xử lý được thì chúng ta sẽ phải đi tìm ra được cái VS, sử dụng đến VS trong trường hợp này. Bởi vì nó đang là một cái ứng dụng của VS mà. Ở đây thì ta sẽ tính cho cô trực tiếp trước. Thứ nhất, đó là để cái phương trình này có hai nghiệm đã. Ta có này. Tính cho cô delta trước nhá. Delta bằng B bình trừ 4AC. Hoặc là tính delta phẩy được. Đấy, delta phẩy thì nhanh hơn. Trừ đi AC thôi. Như vậy là cộng với 3M trừ đi 4 bằng. Ta có là M bình. Đúng không ạ? Trừ đi 2M và cộng với 3M, như vậy cộng với M. Tiếp, cộng 1 trừ 4 như vậy là trừ đi 3. Đúng không? Rồi, thì phương trình này nó liên quan đến là có các nghiệm, hai nghiệm ở đây thì điều kiện đây nó sẽ phải là lớn hơn hoặc bằng 0. Thì suy ra delta phẩy lớn hơn hoặc bằng 0. Cái này các bạn có thể để lại nhé. M bình cộng với M trừ đi 3 lớn hơn hoặc bằng lớn bằng 0. Thì nếu như mà một bài toán mà ra cái điều kiện như này thì các bạn bởi vì chưa học đến cái kiến thức ở trong chương trình của lớp 10, đó là dấu của tam thức bậc 2. Cho nên khi mà chúng ta ra được cái trường hợp này, các bạn để nguyên lại cho cô. Và nếu như trong trường hợp mà cần phải đi tìm cụ thể giá trị M thì ta sẽ thay trở lại vào đây để xem là đúng hay sai. Chứ còn không cần phải giải chi tiết ra nhé. Tiếp này. Ta có. Sau khi có xong để phương trình này có hai nghiệm rồi, chúng ta sẽ áp dụng định lý VS. Áp dụng định lý VS ở đây thì chúng ta sẽ chỉ ra cho cô x1 cộng x2 bằng trừ b trên a, đúng không ạ? Như vậy là 2 lần nhân với m trừ 1. Còn x1 x2 sẽ bằng với trừ 3m cộng 4. Xong. Bây giờ thì theo cách 1 này, đó là rút thế. Rút thế có nghĩa là gì? Rút thế có nghĩa là ở phương trình 1 hoặc phương trình thứ 2 ở đây, chúng ta có thể rút giá trị của m ra và thay lại vào cái phương trình bên dưới. Thì chúng ta sẽ ra được cái biểu thức liên quan. Chúng ta có thể rút như sau. Thứ nhất, ta sẽ có ở bên trên, cô có thể nhìn thấy ngay được là m đúng không ạ? Nó sẽ tương ứng bằng với x1 cộng với x2
trên 2 và gì nữa? Trên 2 và cộng với 1 đúng không ạ? Đây là cô rút m ra nhá. Cô thay lại xuống phương trình bên dưới. Như vậy cô có x1 x2 bằng với -3 nhân m có nghĩa nhân với biểu thức bên trên. x1 cộng x2 trên 2 cộng 1 bên ngoài cộng 4 nữa. Và rút gọn nó đi. Rút gọn nó đi. Thì chúng ta sẽ thu được đấy là từ đây suy ra. x1 x2 bằng -3/2 x1 cộng x2 -3 cộng 4 như vậy cộng 1. Thì đây chính là biểu thức liên hệ giữa x1 x2 không phụ thuộc vào tham số m. Đó, đây chính là biểu thức đấy. Xong cách số 1 nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cách số 2. Cách 2 thực tế giống y hệt cách 1 cho đến hết bước biểu thức VS. Từ biểu thức VS này thì chúng ta sẽ có cộng đại số. Cộng đại số có nghĩa là chúng ta sẽ làm sao để mất đi được cái giá trị tham số m. Vậy thằng bên trên này có hệ số là 2, thằng bên dưới đây hệ số của m là âm 3. Vậy chúng ta sẽ phải tìm ra được cái điểm chung, có nghĩa là đưa nó về có hệ số là chung là 6 đấy. Ngay lập tức thì hệ thức VS này sẽ trở thành là gì? Nhân thêm 2 vế biểu thức phương trình ban đầu với 3. Thì ta sẽ thu được là 3x1 cộng x2 nhân với 6 này, m có tính luôn nhá, trừ đi 6 nhá. Bên dưới thì ta sẽ nhân với 2 đúng không ạ? Như vậy 2 lần x1 x2 thì bằng -6m cộng 8. Lúc này ta cộng đại số vào thì ta triệt tiêu được giá trị của m. Hay suy ra 3 nhân x1 cộng x2 cộng với 2x1 x2 sẽ bằng với 2. Và đây cũng chính là một biểu thức liên hệ không phụ thuộc vào m. Hai cái biểu thức này là giống hệt nhau nhá, giống hệt nhau về bản chất, chẳng qua một cái là quy đồng lên hồi, một cái là không. Đây là lưu ý cho cô này. Tiếp theo, cách số 3. Cách số 3 đó là biến đổi. À vậy biến đổi thế nào này? Biến đổi ở đây thì có nghĩa là chúng ta sẽ đi làm sao để rút cả m ở cả hai phương trình này ra. Rút m ở cả hai phương trình thì phương trình đầu tiên cô có m sẽ bằng với x1 cộng x2 trên 2 đúng không ạ? Cộng với 1. Thằng bên dưới này thì sẽ m sẽ bằng gì? Đó là x1 x2 trừ đi 4 tất cả chia cho -3. Và cái phương trình sau khi rút ra thì chúng ta phải đặt hai cái thằng m này bằng nhau, có nghĩa là x1 cộng x2 trên 2 cộng 1 cũng bằng với x1 nhân x2 trừ đi 4 trên -3. Thì đây cũng chính là một cái hệ thức liên hệ, đúng không ạ? Một hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm. Như vậy là đối với ba cách này thì cô mong là các bạn sẽ có thể vận dụng trực tiếp để áp dụng giải trong cái phần bài tập về nhà ngay sau đây. Các em thân mến, vừa rồi thì cô cho chúng ta cùng nhau đi xử lý nội dung liên quan tới hệ thức VS và ứng dụng trong phần số 2. Và như vậy thì các bạn đã nắm khá là chắc về kiến thức rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cho cô phần bài tập về nhà. Ở trên đây thì cô sẽ giao cho chúng ta hai bài tập về nhà và các em hãy vận dụng kiến thức vừa rồi để chúng ta xử lý hai bài tập này. Và cô hy vọng rằng trong tiết sau thì chúng ta, khi chữa bài tập thì chúng ta sẽ đúng được 100%. Bài học đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.